Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta cách tạo nhân vật hoạt hình nói chuyện cực kỳ sống động bằng PowerPoint. Đầu tiên, mình sẽ thiết kế liên tiếp hàng loạt những slide của nhân vật. Mỗi slide mình sẽ điều chỉnh từng chút một góc mặt, lông mày, đôi mắt và đặc biệt là cử chỉ của miệng, giống như cách làm hoạt hình kiểu frame by frame ngày xưa. Bí quyết tùy chỉnh được khuôn miệng theo mong muốn, chúng ta có thể xem lại video hướng dẫn vẽ logo Vietcombank của mình nha. Trước khi biến chuỗi slide thành ảnh động, chúng ta sẽ phải nhấn Ctrl A để chọn toàn bộ, sau đó vào Nine Size 2. Trong Transition, chúng ta sẽ để chuyển cảnh là None để các phân cảnh chạy nối liền nhau. Sau đó chúng ta vào File, chọn Export, chọn Tạo ảnh GIF. Đây chính là tính năng độc quyền chỉ có tại Office 365. Chúng ta chọn độ phân giải lớn nhất, tích chọn nền ảnh trong suốt, chỉnh thời gian chuyển cảnh là 0 giây, chọn phân đoạn mong muốn, mặc định sẽ là tất cả slide, rồi nhấn Create. Sau đó rồi, chúng ta sẽ chèn ảnh vào trong slide và nhấn nút play. Quá tuyệt vời, chúng ta sẽ sở hữu ngay một nhân vật đang nói chuyện tương tác vô cùng bắt mắt. Quan trọng nhất là ảnh không hề có nền để dễ dàng sáng tạo và kết hợp với các vật thể ở trên slide. Giá trị lớn nhất mà tính năng tạo ảnh động này mang lại đó chính là tạo phân cảnh người đi bộ, người chạy, một điều vốn tưởng chừng là không thể trên PowerPoint. Chi tiết về bí quyết tạo ảnh động và phim hoạt hình từ tính năng đột phá này của PowerPoint 365, cả nhà có thể xem video tại nineslide.vn/gif, cùng tham gia khóa học PowerPoint online của Nineslide để sở hữu miễn phí trọn đời Office 365 và bộ công cụ của Nineslide, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.